Vâng, xin chào mừng toàn thể các bác tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Lại về một lô BMW CSD 2000C nhé. Dòng này thì bạo lực về âm thanh giải trầm nhé. Nói chung là một trong những dòng loa về chất âm trầm và là lời rất hay nhé các bác nhé. Nổi tiếng của dòng BMW. Nếu mà nói về công lực của dòng công suất thì dòng này thì công suất nó đạt đến 1200W, khủng nhất trong các dòng loa nằm nhé, cực kỳ chất lượng. Đấy, các bác chiêm ngưỡng nhé, những sản phẩm nguyên mộc, nguyên chất bãi, và bên em đang cho anh em tháo ra để vệ sinh lau chùi, và những cái chiếc bát cũng phải tháo toàn bộ ra để thay gân, những chiếc nào gân mục là phải thay nhé, đa phần là phải thay nhé. Đấy, đẹp như thế này, như đã đến lúc thì gân nó cũng bị kém rồi, cũng phải thay hết những chiếc gân này. Bên em sẽ bóc ra thay những chiếc gân đẹp và chất nhá. Dòng này công suất nó đạt đến 1200W một chiếc này nhá, công suất max của nó rất khỏe. Và trong lô hàng bên em về đợt này thì bên em về được khoảng hơn 30 cặp nhá, hơn 30 cặp BMW CSD 2000C này. Đấy, hàng vẫn còn ở bên ngoài nhé, tháo phòng ra này, tháo sàn ra, đấy, vẫn còn nguyên tem, nguyên giấy bóng nhé. Như những chiếc tem logo, chiếc nào mà nó bị xước quá thì bên em sẽ thay những chiếc logo mới để cho nó đẹp nhé, để cho nó thẩm mỹ lên. Và bên em sẽ lau chùi, thay gần sạch sẽ. Những bác nào có nhu cầu mua sắm những sản phẩm BMW 2000C này, các bác cứ alo cho em nhé. Và bảo giá các bác những sản phẩm này thì bên em đang có giá vào 6.500.000 nhé, giá tại cửa hàng. Các bác có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm hàng VIP, hàng chất này thì các bác Zalo cho em nhé. Đây, một chiếc nó đã quay đằng sau thì bên em sẽ mời các bác chiêm ngưỡng này. Công suất max của nó đạt đến 1200W này, trở kháng là 8 ohm, CSD 2000C này, một trong những mã sản phẩm cực VIP, rất chất lượng nhé. Và bên em làm những các mã loa hay những sản phẩm nào phải hàng chất, hàng VIP bên em mới làm nhé. Và các bác có nhu cầu mua sắm những dòng loa đẩy vang hay mic thì các bác cứ alo cho em nhé, qua hai số hotline 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, rất đẹp nhé, đây nguyên chất bãi, bên em chỉ cần lau chùi, vệ sinh và thay gân thì nó lại như những sản phẩm hàng mới nhé. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.